Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2018-2023 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các đồng chí nguyên Thường trực tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố và 230 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 130.000 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn toàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào nông dân tỉnh Ninh Bình đã phát triển khá toàn diện, vững chắc, tạo nên sự chuyển biến quan trọng về nhiều mặt, đã hoàn thành 10 trên 11 chỉ tiêu Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ 5 đề ra, một số chỉ tiêu vượt cao. Các cấp hội tích cực đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền giáo dục, tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, đưa nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chủ trương của tỉnh đến với nông dân, động viên nông dân phát huy truyền thống yêu nước, ý thức tự lập tự cường, năng động sáng tạo trong lao động sản xuất kinh doanh. Công tác xây dựng tổ chức hội tiếp tục được quan tâm, nội dung phương thức hoạt động được đổi mới, công tác lãnh đạo chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở, công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, đội ngũ cán bộ được trẻ hóa, năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. 5 năm qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã kết nạp được trên 15.600 hội viên mới, nâng số hội viên lên 130.360 người, chiếm 88% tổng số hội nông dân. Các phong trào thi đua do hội phát động tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Trong đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng, được nông dân hưởng ứng tích cực, trở thành các phong trào cách mạng sâu rộng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Toàn tỉnh có trên 20.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, nhiều hộ có thu nhập từ 500 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng một năm. Hàng nghìn hộ hội viên đã được giúp đỡ và tự vươn lên thoát nghèo. Hoạt động dịch vụ tư vấn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh được đẩy mạnh. Nhận thức chính trị, kiến thức khoa học kỹ thuật và trình độ sản xuất kinh doanh được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng và triển khai đề án Nông dân Ninh Bình nói không với thực phẩm bẩn giai đoạn 2016-2020 với 456 mô hình. 4 cửa hàng nông sản an toàn, qua đó có phần cung cấp các sản phẩm nông sản an toàn cho người tiêu dùng, tạo động lực giúp nông dân trong tỉnh tăng cường sản xuất, nâng cao thu nhập. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, trật tự ở nông thôn được triển khai sâu rộng. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Bí thư tỉnh ủy đã ghi nhận biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được trong phong trào nông dân và hoạt động Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh một số nội dung để đại hội tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, đó là các cấp hội cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, chỉ đạo phổ biến, tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên nông dân. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần cơ sở, sát nông dân. Các cấp hội cần phát động mạnh mẽ và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua. Các cấp hội cần phát động mạnh mẽ và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua. Trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tham gia phát triển kinh tế, cơ cấu lại nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, liên kết chặt chẽ trong sản xuất nhằm hình thành các chuỗi giá trị, chuyển dịch cơ cấu lao động, hiệu quả sử dụng thời gian lao động, nâng cao năng suất và thu nhập lao động nông thôn. Từ đó, nâng cao khả năng tiếp cận của nông dân với các nhóm dịch vụ xã hội mà như chúng ta đã tiếp cận với cái tiêu chí giảm nghèo đa chiều, đó là các cái nhóm dịch vụ về giáo dục, về y tế, về nước sạch vệ sinh môi trường, về các chính sách bảo hiểm xã hội và cái nhóm về thông tin. Đây là những nội dung rất quan trọng để chúng ta nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cư dân nông thôn và cho hội nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới một cách bền vững và đi vào thực chất. Ở đây tôi xin được lưu ý với đại hội rất là quan tâm đến một số nội dung, đó là vấn đề liên quan đến ứng dụng khoa học, công nghệ và chuỗi sản xuất, đặc biệt là chất lượng sản phẩm, bảo quản sau thu hoạch, xây dựng thương hiệu và chúng ta
phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Nếu như cách đây 5 năm thì các đồng chí lãnh đạo tỉnh ra sức đi vận động hội nông dân rồi các hộ gia đình, chúng ta chuyển mạnh cái việc là trồng lúa từ cái phương án cấy sang cái gieo xạ. Nhưng đến thời điểm này thì chắc chắn là hội nông dân trong cái vụ, bây giờ vụ mùa thì chúng ta làm cơ bản xong rồi. Nhưng mà vụ chiêm xuân tới là cũng chính thức là đề nghị và phát động đối với hội nông dân ở tỉnh ta là chúng ta chuyển mạnh cái việc không gieo xạ nữa bằng cái việc là chúng ta chuyển sang cái diện tích đó là gieo mạ trên khay và cấy bằng máy. Hoạt động của hội cần quan tâm hơn nữa đến các hoạt động tổ chức tư vấn, hỗ trợ giúp nông dân phát triển sản xuất. Điểm nghẽn nhất là về đất đai, vốn, thông tin thị trường và tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, tư vấn phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ thông tin xây dựng chỉ dẫn địa lý thương hiệu nông sản và tiêu thụ nông sản. Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt chương trình liên kết 4 nhà, nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nông nhằm tạo dựng một nền sản xuất nông nghiệp khoa học đồng bộ, sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, trong đó đặc biệt nâng cao tính cam kết trong hoạt động của sản xuất của người nông dân với của doanh nghiệp. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành địa phương để tổ chức thực hiện các chương trình đề án về phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở nông thôn. Các cấp hội phải thực hiện tốt chức năng giám sát phản biện việc tổ chức thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là giám sát triển khai thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn, giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp, bảo vệ, vệ sinh an toàn thực phẩm. Vận động nông dân tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường sinh thái, đẩy mạnh tuyên truyền sản xuất theo hướng nền nông nghiệp, hữu cơ, nhân rộng mô hình, nông dân nói không với thực phẩm bẩn. Các cấp hội nông dân trong tỉnh cần chú trọng nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nông dân để tháo gỡ kịp thời, báo cáo với cấp ủy chính quyền có biện pháp giải quyết một cách đúng đắn theo hướng thực sự dựa vào nông dân và vì nông dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn, tổ chức động viên hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia hoạt động hòa giải và giải quyết những vấn đề mâu thuẫn bức xúc trong nhân dân, tham gia xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã gửi tặng Đại hội lãng hoa và bức chướng Hội nông dân tỉnh Ninh Bình đoàn kết sáng tạo, hội nhập và phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới với niềm tin kỳ vọng vào những kết quả mà hội nông dân các cấp trong tỉnh sẽ đạt được trong nhiệm kỳ mới. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho bà Đoàn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2013-2018. 32 tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Trung ương Hội nông dân Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh. Tập thể Hội nông dân tỉnh được tặng cờ đơn vị dẫn đầu khối thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh khóa 6, nhiệm kỳ 2018-2023, gồm 35 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội nông dân Việt Nam lần thứ 7. Đại hội tiếp tục làm việc và tiến hành phiên bế mạc vào ngày 8 tháng 8 năm 2018.